liên kết nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đảm bảo cung ứng lao động cho thị trường Đức và nhiều nước trên thế giới là lĩnh vực được tổ chức giáo dục DBG Education chú trọng. Trong đó, liên kết đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn chuẩn Đức là một hoạt động nổi bật và được các đối tác đánh giá cao. Với sự liên kết của tập đoàn Avitot, đơn vị có uy tín hàng đầu tại Cộng hòa Liên bang Đức về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức giáo dục DBG Education đã hợp tác với SWK, Viện Tiểu thủ Công nghiệp Leipzig Đức, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An tổ chức chương trình đào tạo nghề kỹ thuật chế biến nấu ăn và trợ lý đầu bếp đạt chuẩn Đức và chuẩn quốc tế. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2024, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An đã diễn ra lễ công bố và trao chứng nhận cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An về việc đạt chuẩn Đức và chuẩn quốc tế SWK Viện Tiểu thủ Công nghiệp Leipzig Đức trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật chế biến món ăn. Chương trình đào tạo đầu bếp 2+1 và trợ lý đầu bếp 2 năm không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về chế biến món ăn chuẩn Đức, mà còn mở ra những cơ hội học tập và làm việc trong môi trường quốc tế, giúp họ tự tin bước ra thế giới. Đây là chương trình độc quyền chỉ có tại DBG. Ưu điểm của chương trình là sinh viên được đào tạo theo chương trình của Đức. Sau tốt nghiệp, được nhận sau bằng là bằng cao đẳng nghề kỹ thuật chế biến món ăn do Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An cấp và bằng đầu bếp, trợ lý đầu bếp do SWK, Viện Tiểu thủ Công nghiệp Đức cấp. DBG cam kết sau khi tốt nghiệp, 100% các bạn sẽ làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Về tổng quan chương trình, ông Lâm Hồng Quang, Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục DBG Education đã chia sẻ. Chương trình đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn 2+1, tức là chương trình với những bạn đã tốt nghiệp trung cấp nghề kỹ thuật chế biến món ăn rồi, thì được thẩm định và đào tạo thêm 1 năm nữa. Các bạn sẽ ra trường với cái tấm bằng là đầu bếp tại Đức và được hưởng mức lương 100% tại Đức. Chương trình thứ hai là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông thì cũng có thể là tham gia chương trình. Khi các bạn tham gia chương trình thì các bạn sẽ được đào tạo 2 năm song song với việc học tiếng Đức. Sau 2 năm ra, các bạn có cái bằng trợ lý đầu bếp và được sang nước Đức để mà lao động trực tiếp. SWK, Viện Tiểu thủ Công nghiệp Leipzig Đức, là một trong những tổ chức hàng đầu về đào tạo nghề tại Đức. Tại chương trình liên kết đào tạo này, Viện đã cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm sang Việt Nam trực tiếp trao đổi, chuyển giao hồ sơ, tài liệu, hướng dẫn về kỹ thuật chế biến các món ăn chuẩn Đức, chuẩn quốc tế và nghiệp vụ trợ lý đầu bếp. Ông Michel Glot, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Avitot cùng các cộng sự đã có mặt tại buổi lễ công bố và trao chứng nhận cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An. Ông đã có phát biểu thể hiện cam kết vững chắc của tập đoàn trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nghề nấu ăn tại Việt Nam. Ja, natürlich können wir die Frage beantworten. Fachkraft Küche, das ist einer der wichtigsten Berufe in Deutschland mit, denn wir können nicht nur Meisterköche in der Küche gebrauchen, wir brauchen auch die Leute, die das vorbereiten. Und die Fachkräfte Küche haben natürlich auch vielfältige Arbeitsmöglichkeiten. Das geht nicht nur um Restaurant oder Hotels, sondern sie können auch überall in der Lebensmittelverarbeitung können sie tätig sein. Und dazu braucht man umfassende Kenntnisse, vor allen Dingen Kenntnisse der Hygiene. Ja, das heißt also, der Hygieneschutz spielt in Deutschland eine große Rolle. Man muss auch die Kühlketten kennen. Ở Đức, người tiêu dùng đòi hỏi rất cao. Để lao động Việt Nam sang làm việc tại Đức, các bạn cần phải nghiêm túc. Hiện tại bên Đức cũng đang rất thiếu nhiều lao động. Đây là liên kết để trao cơ hội cho các bạn có nhu cầu làm việc tại Đức. Die deutschen Unternehmen sind zurzeit sehr aufgeregt. Sie möchten gerne vietnamesische Unterstützung, sie möchten gerne Fachkräfte aus dem Bereich Küche und Köche. Und ja, sie freuen sich schon auch, dass das Projekt bald beendet wird, damit wir die ersten Absolventen nach Deutschland entsenden können. Đối với Trường Cao đẳng Kinh tế số 1 Nghệ An, đây là một dấu mốc quan trọng vinh danh sự nỗ lực và cam kết của trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Với bề dày thành tích trong công tác đào tạo nghề, trường tự tin hợp tác và tổ chức các khóa đào tạo nghề theo tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt với sự hợp tác lần này, trường đã chuẩn bị chú đáo về nhân lực, cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo từ phía đối tác và tạo điều kiện để các sinh viên học tập tốt, sớm đưa ước mơ làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức trở thành sự thật. Chương trình đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn và trợ lý đầu bếp được xây dựng theo chuẩn Đức, đảm bảo học viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn Đức. Tại lễ công bố và trao chứng nhận, các bên đã nhận bàn giao hồ sơ cần thiết cho việc chuyển giao triển khai đào tạo nghề, tiến hành kiểm tra các yêu cầu vật chất, kỹ thuật tại bếp thực hành và các biện pháp vệ sinh an toàn lao động,
đánh giá phân tích tình trạng thực tế của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật số 1 Nghệ An, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện, xác định lịch họp, lịch hướng dẫn cho nghề trợ lý đầu bếp. Sau khi kiểm tra, các bên đã có cuộc thảo luận về các vướng mắc và công tác triển khai hai ngành nghề này từ tháng 9 năm 2024. Có thể nói, đây là một trong những chương trình hợp tác đào tạo tầm quốc tế mang lại giá trị thiết thực cho các sinh viên và đáp ứng nhu cầu lao động của các thị trường danh tiếng trên thế giới.